kỳ là hấp dẫn nữa đang chuẩn bị được diễn ra. Như vậy là Trịnh Duy Đầm và nhân vật số 2 của kỳ đàn Trung Quốc sẽ thượng đài sau rất nhiều năm tháng không tham chiến. Bây giờ thì Trịnh Duy Đầm sẽ đối đầu với cả Bạch Miêu Tôn Dũng Trinh. Mùa giải này cũng là một mùa giải có quá nhiều biến động. Tôn Dũng Trinh đã từng tuyên bố là thoái dịch, tức là nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên thì do yêu cầu cấp bách của đội tuyển Thượng Hải tại sân chơi ta cấp liên tái năm nay, cho nên là Bạch Miêu Tôn Trinh lại lần nữa lại mặc áo giáp để xung phong ra trận tiền. Và hôm nay thì hai vị đặc đã cao thủ kỳ vương của Trung Quốc sẽ đối đầu ở bàn số 2 trong cuộc đại chiến giữa Quảng Đông và Thượng Hải. Và mời quý các bạn chuẩn bị đón xem. Uông Dương á, vâng, Uông Dương thì đang thi đấu cho đội tuyển Tứ Xuyên đương kim vô địch. Và đội tuyển Tứ Xuyên năm nay thì bán mất Lý Tứ Canh cho đội Thâm Quyến, nhưng mà đã đôn lên tuyến hai với một cao thủ trẻ, một viên ngọc quý của Thành Đô Kỳ Viện là Hứa Văn Chương. Và Hứa Văn Chương đã lập công đầu khi mà đã chiến thắng được kỳ thủ Phạm Tư Viễn của đội Hắc Long Giang rồi đấy. Và tí nữa thì Uông Dương ở Mạch Thần cũng sẽ thượng đài thôi. Và như vậy là rất may và rất hay. Và tôi thấy cái thông tin này thực sự là quá đáng giá, có nghĩa là các kỳ thủ sẽ thi đấu giống như năm trước. Nghĩa là bàn 1 đánh xong thì đến bàn 2, bàn 2 đánh xong thì mới đến bàn 3, bàn 4 đấy. Như vậy là chúng ta sẽ được xem nhiều ván cờ trong cái một trận thi đấu. Vậy là chúng ta sẽ đồng hành và sẽ thỏa niềm đam mê hơn so với cả một cái sự hụt hẫng nếu như mà chỉ chiếu một trận. Vương Nhất vừa đánh rồi. Một bạn vào hỏi vào hơi muộn, hỏi là Vương Nhất đánh chưa thì Vương Nhất đánh rồi. Vương Nhất vừa mới hạ sát được Triệu Kim Thành rồi. Như vậy là đội Hàng Châu đang vươn lên dẫn trước tỷ số là 2-0. Thang điểm tính các ván là thắng 2, hòa 1 và thua 0. Còn sau 4 ván người ta sẽ cộng tổng tỷ số lại ấy, thì khi đó là đội thắng là 2 điểm, đội hòa 1 điểm và đội thua 0 điểm. Cái gì Hoàng? Đó, Vương Nhất vừa có kết quả rồi, báo máy đã báo rồi bạn ơi. Đây là tôi có thể cho bạn xem ngay này. Vương Thứ Nhất này, này đấy, các bạn nhìn này, Vương Thứ Nhất này này. Vương Nhất vừa chiến thắng trước Triệu Công Thành xong. Đấy, các bạn nhìn thấy rất rõ không? Đấy, và bây giờ tôi sẽ quay trở lại để chuẩn bị trình chiếu tiếp sóng quay phát trận đấu giữa hai kỳ thủ mạnh của đội tuyển Quảng Đông và Thượng Hải. Trịnh Duy Đồng sẽ đối đầu với cả Tôn Dũng Trinh. Và các bạn đợi ít phút nha để tôi tìm cái link video, nếu mà có thì xem nó hay hơn. Trận Quảng Đông với cả Thượng Hải là có video đấy, mà có video của ban tổ chức đấy. Nhờ video này cũng là video nó cũng không kiểu dạng bình thường, nó không kiểu quay phát một cách cụ thể như bình thường mà họ quay phát vẫn qua cái nền tảng kia kỳ. Ôi, như vậy là ở đây có cả một cái link Vương Nhất đánh với cả Triệu Thành này. Có anh Lý Hồng Gia đang bình luận này. Anh giải hay quá nhỉ. Vậy là chúng ta đây. Đấy, như vậy đây là một trận đấu khác này. Đấy, các bạn, đây là một trận đấu khác nha. Đây, tôi sẽ bật về cái streamer này để bật screen 5 cho các bạn xem. Đây, trong lúc chờ đợi cái trận đấu giữa Tôn Đức Trinh và Trịnh Đồng. Đây là quang cảnh của nhà thi đấu đang tổ chức cái giải cờ này. Đây là giai đoạn 1, tức là chặng dừng chân thứ nhất trong cái trận chiến tại giáp cấp liên tái năm nay ở thành phố Bạc Châu thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Rồi giờ chúng ta sẽ quay trở lại xem. Đây là tôi chỉ cho để xem qua thôi. Và giờ thì chúng ta sẽ xem trở lại trận đấu mà chúng ta rất mong chờ. Đó là trận chiến giữa Trịnh Duy Đồng và Tôn Dũng Trinh, hai cao thủ đặc đại ở đẳng cấp kỳ vương Trung Quốc. Vâng, Vương Thiên Nhất đã gọi thì không biết rằng là Trịnh Đồng có trả lời hay không. Vâng, Vương Nhất đã chiến thắng trước Triệu Thành một cách rất xứng đáng bằng một cái tài nghệ trung tàn cao thâm. Thì giờ Trịnh Đồng đã khai cuộc bằng pháo đầu quá hà sa để đối phó với cả bình phong mã tiến binh bảy của Tôn Dũng Trinh. Thượng Hải đã dẫn trước một bàn ở ván đấu tiên phong khi mà Hồng Chí đã lĩnh ấn ra trận và đã chém ngã được Trương Ngọc Triều rồi. Giờ chúng ta hãy xem là hai đội tuyển hùng hậu có thực lực
tương đồng sẽ đại chiến ở vòng mở màn ra sao? À, thể thức giải giáp cấp liên tái năm nay thì cũng giống như thể thức giáp cấp liên tái của các mùa giải trước, có nghĩa là 12 đội tuyển sẽ thi đấu thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là thường quy tái sẽ gồm có 22 vòng đấu, bao gồm là 11 trận lượt đi và 11 trận lượt về để tính điểm. Sau đó sẽ chọn được 6 đội dẫn đầu để lọt vào giai đoạn 2, gọi là hậu quy tái. Giai đoạn 2 là giai đoạn từ 6 đội để đánh loại trực tiếp để chọn nhà vô địch đấy. Đội tuyển Tứ Xuyên đang là đương kim vô địch. Còn tất cả các ván cờ ở giải cờ mà chúng ta đang xem đều là thể thức cờ nhanh 20 phút tích lũy 5 giây. À, như vậy là cao xa bảo mã rồi. Và lâu lắm rồi mới thấy cái hình thế phòng ngự của bên đen. Và Tô Đông Trinh thì rất thiện nghệ về những cái đòn phòng thủ. Và tuy nhiên thì trong một ngày thi đấu với cả vua khai cục của kỳ đàm Trung Quốc là Trích Duy Đồng thì Tô Đông Trinh đã sử dụng cao xa bảo mã, ý đồ là gây bất ngờ dành cho đối phương. À, các bạn thấy rằng là bên đỏ đã phế binh ngay để ép đối thủ phải treo tượng tạo điểm yếu rồi lên mã để chuẩn bị hoành xe. Trong khi đó thì Tô Đức Trinh đã đi lướt cờ khá hay, pháo 2-1, ý đồ móc pháo qua để bắt xe. À, Tô Đức Trinh với cả Trịnh Đồng thì cũng gặp nhau khá nhiều lần rồi. Và mối duyên ngộ của họ đáng nhớ nhất đó là vào tháng 12 năm 2014 tại giải cờ tướng quán quân Trung Quốc tranh cúp bích với Viên Bôi đấy, diễn ra tại Công viên Văn hóa Quảng Châu. Và khi đó là Trịnh Đồng đang là đương kim vô địch Trung Quốc gặp Tô Đông Trinh. Và ai cũng nghĩ rằng là trong trận chung kết đánh 6 ván cờ chậm đấy thì Tô Đông Trinh sẽ là cửa dưới hoàn toàn. Và tuy nhiên cuối cùng thì hai kỳ thủ đã hòa nhau sau 6 ván với một kết quả rất kịch tính. Và khi mà bước vào cờ nhanh cờ chớp thì Tô Đông Trinh đều thủ hòa. Và theo luật thì anh ấy được xử thắng và trở thành vô địch bích quý Vinbôi. À, Trịnh Duy Đồng thì đòn nào chẳng biết, được coi là cơ khí nhân của làng cờ Trung Quốc mà, thuộc cuộc hơn cháu trời. Và binh pháp là lầm lòng rồi, và nói chung là đánh với Trịnh Đồng là rất đau đầu. Và lối chơi của Trịnh Đồng và Vương Nhất là khác biệt, gọi là rõ ràng. Và bên công bên thủ rồi là cái lối đánh nó như gọi là thủy hỏa bất dung đấy. Và Vương Nhất thì lợi hại về những cái đòn đánh mở cây ở Trung Quốc. Và lối đánh cực kỳ là sát thương và những cái chiêu pháp rất là máu lửa. Còn Trịnh Đồng thì lại ngược lại, chơi rất khoa học, chặt chẽ, chắc chắn, chắc chiêu và đặt cái nền móng hiệu quả là trên hết. Lối đánh của Trịnh Đồng là la lá như là lại huynh ấy, nhưng mà tôi cảm giác là cờ tàn anh ấy đánh tốt hơn. Như vậy là Trịnh Đồng đã đi lướt cờ đấu xe, sau đó là vật pháo lên tốt để chiếm thực lợi. Và lúc sau mà đối phương mà không chú ý là sẽ tấn pháo 7, tấn 2 để bắt chiếc con pháo của bên Tô Đông Trinh. À, có link trực tiếp ở bạn Giang Lan. Và các bạn thông cảm đợi chút, bởi vì cái link mà trực tiếp này là tôi đang xem. À đây rồi, như vậy là chúng ta sẽ xem qua cái link này. Và ok, cảm ơn bạn Giang Lan rất nhiều. Và chẳng qua là không thấy link thôi, chứ còn thấy link thì đời nào mà tôi lại đi xem cái quay qua cái app. Đây, như vậy là link trực tiếp đây bạn nhé. Vâng, các bạn thông cảm là tôi phải dùng hai screen để có thể chuyển đổi liên tục. À, bây giờ chúng ta sẽ xem qua cái link này cực đẹp luôn. Một cái link của ban tổ chức, link chính thức trên kênh Hura. Và người bình luận trận đấu này đang là kiện tướng Lý Hồng Giang và nữ cao thủ Trần Hạnh Lâm của đội tuyển Quảng Đông. Link này thì nó quá chuẩn rồi. Hình ảnh hai kỳ thủ thi đấu một cách rất là chỉnh chu và mặc áo trắng rất đẹp, dai. Và đồng hồ nhìn rất rõ ràng. À, Tô Đông Trinh đang thực sự đau đầu sau cái đòn phép rất là tân chiêu của Trịnh Đập. À, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và các bạn nếu như mà tìm được cái đường link nào mà nó chuẩn ấy, thì bạn có thể comment lên kênh YouTube. Bởi vì trong lúc quá trình mà chúng tôi tác nghiệp ấy, để có thể thao tác kỹ thuật ấy, thì nhiều khi là không tìm được link, vì vậy là rất mong mọi người là thông cảm. Chứ nếu có link đẹp thì chúng tôi sẽ gửi lên ngay. Trịnh Duy Đồng thì trong năm 2020 này thì mặc dù không thi đấu, cũng không xuất hiện online, có nghĩa là anh ta ở cái trạng thái gọi là phong đao đấy. Và trong cái trạng thái là bế kiếm phong đao để có thể đóng cửa tu luyện và đi học Đại học Thanh Hoa đấy, một cái đại học cực kỳ danh tiếng và có thể coi là đại học số 1 của Trung Quốc, lời đào tạo rất nhiều nhân tài, rồi chính trị gia, rồi nói chung là người tài giỏi nhất Trung Quốc đều tụ tập ở đấy.
Vì vậy là chúng ta rất lâu mới có thể xem được trận đồng trổ tài ở các giải cờ chính thức nha. Quá khó rồi. Như vậy là Trịnh Di Đồng đã đi nước chuẩn bị đi nước cờ pháo 7 tấn 2 và Tôn Đức Trinh đã buộc lòng phải đi nước cờ mã 4 tấn 3 để bịt đường pháo. Và các bạn thấy rằng là hệ thống cao xa bảo mã vào một thời giang hồ của Tôn Đức Trinh liệu có thể chống đỡ được những cái lý thuyết, những cái chiêu pháp khai cuộc cực mạnh của Trịnh Di Đồng hay không? Đội tuyển Quảng Đông vẫn đang bị dẫn trước và các bạn thấy là tỷ số lúc này thì đang là 2-0 nghiêng về Thượng Hải. Các trận đấu này đang diễn ra trực tiếp bạn nhé. Vâng, hai kỳ thủ đang thi đấu trực tiếp. Vâng, có chăng là người ta không quay cái bàn cờ mà hai kỳ thủ đang đánh đâu, mà đây là bàn cờ quay qua cái app Thiên Thiên Tự Kỳ là đơn vị tài trợ chính cho giải cờ. Cụ thể là từ mùa giải 2016 cho đến nay thì Thiên Thiên Tự Kỳ là đơn vị toàn tài trợ toàn bộ tiền thưởng rồi rất nhiều chi phí khác nữa. Vì vậy là người ta phải ưu tiên bản quyền làm biên bản cũng như là truyền hình trực tiếp dành cho cái đơn vị này. Bên đỏ đã mã 7, mã 9 tấn 7 rồi. Hôm nay là một ngày mưa rất là ảm đạm từ sáng đến giờ, nhưng mà rất may trong cái buổi tối này, một ngày cuối tuần thì chúng ta đã được thưởng thức và theo dõi một giải cờ không thể bỏ qua. Và đã rất nhiều tháng ngày và đã chìm trong gọi là vô vọng và nghĩ rằng là không thể làm mà tái khởi động ra cơ điện tái được, nhưng mà cuối cùng thì làng cờ Trung Quốc người ta vẫn thực hiện theo kế hoạch của mùa giải này. Và bây giờ thì sân chơi đồng đội ở đẳng cấp cao nhất của Trung Hoa Kỳ Nghệ đã được khởi tranh. Và từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ được đồng hành, theo dõi và thỏa niềm đam mê với nhau. Tôi thực sự cực kỳ vui mừng khi mà cả được theo dõi và tham gia bình luận cùng với mọi người. Vương Nhất thắng rồi bạn nhé. Và Vương Nhất đã đại phá được Triệu Dương Thành ở cái ván cờ trước đó mà chúng ta đã xem đấy. Vương Nhất sử dụng khai cuộc sở trường phi tượng đã thắng được quả cung pháo của Triệu Dương Thành. Triệu Thành là phó tướng của đội Hàng Châu năm trước nhưng bây giờ đầu quân cho đội tuyển Hà Lan rồi. Không rõ đội tuyển Hà Lan thế nào, tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin qua cái app Thiên Tự Kỳ để cho mọi người được nắm rõ hơn. Và ở trận đấu thứ hai thì Tào Nham Lỗi Đi Tiên sẽ nghênh chiến với cả tiểu tướng Quách Phục Đạt của đội tuyển Hà Lan. Như là Tào Nham Lỗi với vai trò là đảm đương là chủ lực ghi điểm để có thể gỡ hòa cho đội tuyển Hà Lan. Đội tuyển Hà Lan đang thất thế trước một bàn nhưng mà thực lực của họ vẫn còn rất là đáng gờm khi mà phía sau vẫn còn ba cao thủ nữa. Bây giờ lại chuyển qua một cái khung hình video khác nữa, mà khung hình này là một khung hình nhìn nó rõ ràng hơn rất nhiều đấy. Các bạn thấy rằng là hai kỳ thủ đang đánh trực tiếp đấy và cả hai anh đều áo trắng cổ cồn nhìn rất đẹp trai. Vương Nhất thì đã chiến thắng và giờ thì mọi người đang trông chờ kỳ thủ số 2 của Trung Quốc sẽ bám sát ngay phía sau. Như vậy là bên đen đã đi lướt cờ có ý đồ là oanh kích lại trận địa của bên đỏ bằng chọc xe xuống cừu. Các bạn thấy rằng là mặc dù họ đều sử dụng những cái khai cục một cách rất là kinh điển nhưng mà khi vào trận thì đã thay đổi chiêu pháp và liên tục tạo ra những bất ngờ trong cái trận hình này. Hai bình luận viên mà đang bình luận ở trên kênh sóng của Trung Quốc ấy, đó là anh Lý Hồng Gia, là sư đệ của anh Hứa Ngân Xuyên. Và anh này cũng đã từng là kiện tướng quốc gia Trung Quốc và đã từng hạng 3 của giải cá nhân năm 2005 đấy. Còn nữ kỳ thủ ngồi bên cạnh đó là Trần Hạnh Lâm, sinh năm 1991 đấy, cũng đã từng vô địch Trung Quốc cách đây 3 năm. Và nhìn chung thì họ đều là những khách mời quen thuộc rồi. Và anh Lý Hồng Gia này đã từng là một kỳ thủ rất là mạnh. Năm 2006 anh đã từng cùng đội tuyển Trung Quốc tham chiến tại giải đồng đội châu Á tổ chức tại thành phố Vũng Tàu. Và năm đó chính Lý Hồng Gia đã đi hậu và thắng Nguyễn Thành Bảo của Việt Nam.
Bây giờ thì bên đỏ sẽ phải đối phó với lước cờ này của bên đen. Ý đồ của bên đen là để thoát khỏi cái sự kìm cặp của bên đỏ. Sau lước cờ này thì bên đen sẽ có nhiều cái điều trừ, nhiều cái đường hướng để có thể phản công tích cực vào tượng lộ ba cánh phải của bên đỏ. Chị đồng cũng phải hết sức là cẩn thận với cả đòn đánh của Tôn Đức Chinh. Và bình thường thì Tôn Đức Chinh là một kỳ thủ mà rất hiền hòa và anh ấy không nổi bật như một số kỳ thủ khác, nhưng mà trong những trận đấu cụ thể thì Tôn Đức Chinh có nhiều cái lét cờ cũng rất là đáng nể, và anh ấy đã từng đại chiến rất là anh dũng ở giải Cửu Thành Chí Nghiệp Bôi cách đây 11 năm, rồi vô địch giải Nhất Quyền Viên Bôi năm 2014 đấy. Vâng, bên đen đang chuẩn bị nghĩ cách để đi lướt cờ pháo 9 thoái 1 đuổi xe, sau đó sẽ dựng pháo 8 bình 7 để mở đường sang sông và đánh úp vào tượng lộ 3 của bên đỏ. Vì vậy là bên đỏ sẽ phải có cái chiều hướng suy xét cho cái cục diện nguy hiểm này. Khả năng là bên đỏ sau này có thể tách pháo đầu ra để liên tượng. Trịnh Đồng đang suy nghĩ rất kỹ cho lướt cờ này. Thời gian thi đấu của hai kỳ thủ vẫn còn khá nhiều. Mỗi lượt đi được tích lũy 5 giây vào đồng hồ. Đây là bàn số 2 bạn nhé. Và bàn số 1 thì Hồng Chí, tân binh mới của Thượng Hải đã lập công và đánh bại được Trương Ngọc Triều của đội tuyển Quảng Đông. Đây là bàn số 2 rồi. Cộng tỷ số 4 bàn làm kết quả đối kháng giữa đôi bên. Vì vậy là cuộc chiến vẫn còn chưa ngã ngũ đâu. Và đây là mới là vòng mở màn thôi. Và họ còn phải gặp nhau rất nhiều trận đấu khác nữa. Bên đỏ mã 7 tháng 6, như vậy là bên đỏ quyết ra tay ngay và bên đỏ đã phi mã vào trận là đi nước cờ rất là mạnh mẽ, và Trịnh Đồng đang thực sự là ưu tiên cho cái chiều hướng tấn công thay vì là cẩn thận với những cái đòn phản công nguy hiểm của Tôn Đức Chinh. Bây giờ thì đến lượt danh tướng của Thượng Hải đi cờ, và trước đó thì đã có thông tin là Tôn Đức Chinh đã tuyên bố là nghỉ cờ. Tuy nhiên thì do cái yêu cầu của đội tuyển Thượng Hải thì Tôn Đức Chinh vẫn đã trở lại, và đây là một tin khá vui dành cho người hâm mộ. Giáp cấp liên tái thì các bạn muốn vào xem ấy thì không phải vào Zoom nào đâu. Và các bạn ấn vào cái nút màu đỏ là cái chơi cờ tướng ấy, sau đó các bạn gạt sang, các bạn gạt 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 sang ấy cái phần có chữ giáp cấp 2020 ấy. Đấy, các bạn ấn vào đấy thì sẽ có thông tin và biên bản cũng như là đang tường thuật tỷ số của các trận đấu rất là hay. Bởi vì lúc này tôi đang quay phát trực tiếp cho nên là tôi chưa thể hướng dẫn được cụ thể, và các bạn nào mà đã sử dụng quen rồi ấy, thì các bạn sẽ biết ngay. Việc thi đấu của này không phải là do bốc thăm bạn nhé. Và việc thi đấu vào 1 2 3 4 này là do lãnh đội huấn luyện viên của hai bên sẽ đăng ký với cả ban tổ chức trước giờ thi đấu là 15 phút. Sau đó thì ban tổ chức người ta sẽ ghép cặp, người ta sẽ ghép cặp vào, đấy, người ta sẽ ghép cặp vào để cho biết là ai gặp ai. Còn tiền hay hậu thì đó là căn cứ như này. Mà đội xếp tên trước ấy, đội xếp tên trước sẽ được đi tiên ở ván lẻ, còn đội xếp tên sau ấy sẽ được đi tiên ở ván chẵn. Giải thưởng của giáp cấp liên tái thì mỗi năm thì nó cũng không chênh nhau là bao nhiêu. Năm nay là vô địch là 30 vạn nhân tệ và tương đương khoảng 1 tỷ tiền Việt. Nhưng mà cái quan trọng là cái chi phí để nuôi đội rồi trả lương cho các kỳ thủ
hay là làm các công tác khác ấy, nó rất là lớn và không phải đội nào cũng có thể theo được giai cấp liên tái cho đến hết mùa giải. Và chủ yếu là hầu như là các đội này là đều có sự ủng hộ hỗ trợ của các tập đoàn thôi. À, ví dụ như là đội tuyển Quảng Đông ấy là tập đoàn B碧Quý Viên ấy, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất của Trung Quốc. À, bây giờ thì anh Tô Đức Chinh sẽ phải ứng chiến với lá cờ mã 7 tấn 6 này của đối phương. À, đây là lá cờ mà đã kiên quyết về cái chủ trương tấn công của bên đỏ. À, vua thứ nhất thắng Triệu Kim Thành rồi bạn nhé. À, cái link nó đang bị lỗi một chút, bây giờ tôi sẽ lại phải đổi lại một tí. À, các bạn đợi ít phút và cái link nó đang bị đứt mạch. À, rồi như vậy là đã trở lại rồi. Và giờ chúng ta xem. Như vậy là kỳ thủ bên đen đã đi nước cờ pháo 8 tấn 2 để hóa giải sự bao vây cánh trái của bên đỏ. Và đây là lá cờ mời đấu quân khá là hay của Tôn Đức Chinh. À, vua thứ nhất đánh rồi bạn ơi. Và vua thứ nhất đã đi đã chiến thắng trước kỳ thủ Triệu Thành. Và đã thắng trước kỳ thủ Triệu Thành cách đây khoảng tầm 30 phút rồi. Và giờ chúng ta đang xem đây là ván đấu thứ hai. À, đây là ván đấu thứ hai trong cái trận đấu giữa đội tuyển Thượng Hải và đội tuyển Quảng Đông. À, đây là trận đấu giữa hai cao thủ kỳ vương đấy của Trung Quốc, đó là anh Tôn Đức Chinh người cầm quân đen và kỳ thủ số 2 đó là anh Trịnh Đồng. Và bây giờ nếu như mà ăn pháo qua thì đối phương sẽ mã 3 tấn 4 ngay. Cho nên là Trịnh Đồng đã phải đi lướt cờ xe 4 thoái 2 để có thể bắt lại pháo và đồng thời ngăn đi cái ý đồ đuổi quân để hóa giải thế công của bên đỏ. Thời gian thi đấu của Trịnh Đồng vẫn đang hơn so với đối phương khá nhiều. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà Tôn Đức Chinh đang gặp khá nhiều khó khăn. Bối cảnh là hai kỳ thủ đang thi đấu cờ nhanh 20 phút tích 15 giây. Nó rất phù hợp với cả cái vấn đề quay phát và phục vụ khán giả trên mạng. Chứ còn cờ chớp thì nó nhanh quá, mà cờ chậm thì nó rề rà, có lẽ là kéo dài nhiều, mọi người không thích xem. À, như vậy là Tô Đức Chinh đã nhử lòn rồi. Có lẽ là bên đen đã tính được lướt cờ xe 4 thoái 2 của đối phương. Và ngay lập tức thì Tô Đức Chinh đã tấn pháo tuần hà để bắt cái con mã chiến của bên đỏ. Và đây là một cái thủ pháp ngừng ngắc khá hay ở trong phần chung cuộc, ép cho bên đỏ tự bịt đường nhau. Và con xe này thoái về, vô tình lại khiến cho con mã mất đường chạy và con mã đấy không thể lao qua được. Và bây giờ nếu như mà mã mà ăn mã thì bên đen sẽ quật pháo qua và gần như thế trận tấn công của bên đỏ sẽ bị ách tắc và rất khó có thể phát triển được cái ưu thế. À, hình thế này thì nếu như đổi quân thì theo phân tích thì tôi nghĩ rằng là bên đỏ sẽ không ngon lành gì và khả năng là Trịnh Đồng sẽ phải thoái mã thôi. Khả năng Trịnh Đồng sẽ phải thoái mã thôi. Các bạn thấy rằng là bối cảnh là Tôn Trinh vẫn đang phòng ngự một cách rất kiên cường và từ hệ thống cao xa bảo mã, tuy nhiên gặp một chiêu thức rất là mạnh của bên đối phương thì bên đen đã gặp khá nhiều khốn đốn trong tình cảnh vừa qua. Hai lá cờ vừa qua thì Tôn Đức Chinh đã ứng phó rất hay và đã giúp cho cái tình thế của bên mình là đã lạc quan hơn một chút rồi.
Nếu như bây giờ mà bên đỏ mà đi lướt cờ xe 4 bình 2 để trói cây thì bên đen người ta sẽ chạy xe đi. Bởi vì con pháo trên hà là đã có quân mã thủ rồi. Và lúc đấy là bên đen sẽ giải phóng được cái sự ách tắc quân lực ở cánh trái đấy. Và có thể là mưu đồ của bên Tô Đông Trinh là thứ nhất là triệt tiêu quân mã chiến, thứ hai là tận dụng thời cơ để có thể chuyển xe qua. Và lúc trước đó tôi thấy là Tô Đông Trinh phóng xe xuống Cửu là khá là hay. Tô Đông Trinh đã từng tuyên bố giải nghệ bạn nhé. Và cái điều đấy là đã được các phóng viên Trung Quốc người ta đăng tải trên các trang mạng rồi. Tuy nhiên thì có thể là do cái yêu cầu chinh chiến của giải Bát Cóc Liên Tái năm nay, quân lực của đội Thượng Hải đã bị thiếu hụt. Vì vậy là Tô Đông Trinh đã được yêu cầu trở lại đội. Và với sự góp sức của Tô Đông Trinh thì đội tuyển Thượng Hải đã rất đồng đều rồi. Và có mặt Tạ Tĩnh này, Tô Đông Trinh, Hồng Chí, Hồ Vinh Hoa, này, các cao thủ Kỳ Vương. Và thêm một kiện tướng cũng rất là cứng cựa đó là anh Triệu Vĩ và một tài năng trẻ là Tưởng Dung Bắc. Hình thế chung cuộc đang rất đan xen và phức tạp. Không rõ ở đến thời điểm này thì bên kỳ thủ Trịnh Đồng sẽ xử lý thế nào trong bối cảnh mà bên đen đang tấn pháo tuần hà để bắt mã. À, như vậy là một trận lửa giữa Giang Tô và Chiết Giang lại có tỷ số hòa rồi. Từ Sùng Phong đã hòa với cả Tô Nhật Dương. Như vậy là hai đội Giang Tô và đội Chiết Giang đang thi đấu một cách rất cân bằng. Đội Giang Tô là năm trước là chính là đơn vị mà anh Lại Huynh thi đấu ấy. Nhưng mà đội này có thực lực không mạnh và chỉ xếp ở những cái vị trí trụ hạng thôi. Bên đỏ mã 6 thoái 4 rồi. Như vậy là đúng như dự liệu thì kỳ thủ Trịnh Đồng đã đi lướt cờ mã 6 thoái 4 và đang có ý đồ đổi lấy con pháo thủ cực mạnh trên hà của bên đối phương và sẽ dẫn dụ bên Tô Đức Trinh vào một tình thế tắc cây khác. Và lúc này là lúc mà bên đỏ đang rất muốn hóa giải được cái con pháo hà của bên anh Tô Đức Trinh. Lão tướng danh thủ Hồ Vinh Hoa thì nhiều tuổi rồi và ông sinh năm 1945, nghĩa là năm nay ông đã 75 tuổi rồi. Ở cái độ tuổi đấy mà đánh được cờ cũng là cao lắm rồi, chưa kể là lại còn tham gia một cái giải đấu đỉnh cao như này. Đây là cái giải đấu quy tụ các ngôi sao, các hảo thủ hàng đầu của nước bạn rồi và không có chỗ dành cho những người mà không có thực lực đâu. Và ngay như các kỳ thủ trẻ mà tham chiến giải đấu này đều là những cái tài năng đã phải tôi luyện qua các giải cờ phong trào trước đó. Nước cờ này là còn có một tác dụng khác là để dọn đường cho bên đỏ có thể đi lướt cờ xe 4 bình 3. Đấy, xe 4 bình 3 là đè chết con mã lộ 7 của bên đen luôn đấy. Các bạn thấy rằng là điểm yếu trong trận hình của bên đen thì không phải nói ai cũng nhìn thấy. Đó là quân lực đang bị dẫm đạp lên nhau ở cánh trái. Còn cánh phải thì rất mỏng yếu với việc có đúng con mã thủ thôi. Con tượng thì lại phải treo biên nữa. Và các bạn thấy rằng con tượng đã bị treo leo như vậy là nó sẽ gây ra sự mất liên kết. Hình cờ này là hình cờ mà anh Tô Đức Trinh đã buộc phải đi khi mà bị đối phương phá trận bằng những cái chiêu thức rất lạ. Và nhiều bạn nói rằng là hình cờ này thì khả năng là kỳ thủ Tô Đức Trinh có thể nghĩ đến phương án là mã 7 tấn 6 nhưng mà đi như vậy rất mạo hiểm. Bởi vì đi như vậy thì đối phương sẽ mã 4 tấn 2 chém pháo ngay. Bên đen có nhảy mã qua sông thì cũng không tạo được thế đánh nó dữ dội. Bây giờ các bạn hãy xem tiếp đến đây thì Tô Đông Trinh sẽ xử lý thế nào trong tình huống đối phương đang có những cái đòn đánh rất ác hiểm. Như vậy là Tô Đông Trinh lại giật pháo về vị trí cũ rồi. Lại giật pháo về vị trí cũ. Nếu đối phương mà xe 4 bình 3 thì anh ta lại thoái xe để bảo mã. Tình huống là rất hay. Sau nước cờ này thì Tô Đức Trinh có thể nghĩ đến nhiều cái phương án khác.
Nhưng mà trước tiên là phải đối phó để tránh mất quân đã. Xin chào bạn Vua Bất Động Sản, lâu lắm rồi cũng chưa gặp lại các bạn quen thuộc trên các kênh sóng của Kỳ Bài TV trước đây. Hôm nay thì rất may là giải giáp cấp liên tái đã trở lại và chúng ta đang theo dõi giải cờ này với một cái sự háo hức và sau rất nhiều cái tháng ngày chờ đợi. Hai đội tuyển mà có mặt trong cái buổi thi đấu ngày hôm nay đều là những đội tuyển hùng mạnh và có truyền thống tại sân chơi này. Từ năm 2003 đến nay, tức là 17 năm trước thì giáp cấp liên tái được hình thành, thì đội tuyển đầu tiên đoạt ngôi vô địch đó là đội tuyển Thượng Hải. Và sau đó thì đội Quảng Đông đã vươn lên và trở thành một thế lực không thể ngăn chặn. Đội tuyển Quảng Đông đã 8 lần đăng quang tại các giải đấu giáp cấp liên tái và vào các mùa giải 2004, 2006, 2008, 2012 rồi 2016, 17, 18 cho đến nay. Xin chào mọi người và cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Vâng, anh Nguyễn Vũ Quân, anh Nguyễn Thành Bảo, anh Đại Huynh đều là nhân tài kiệt xuất của cờ tướng Việt Nam. Thì hiện nay anh Huynh vẫn đang là kỳ thủ gọi là đứng đầu rồi. Còn anh Bảo cả anh Quân thì một người đã mất, còn một người thì đã gác kiếm buông đao và không thi đấu nữa. Còn về thành tích quốc tế thì tất cả mọi người đều công nhận rằng là anh Bảo là ấn tượng nhất. Còn về cờ độ giang hồ thì anh Bảo cũng xứng đáng được coi là vua cờ độ đấy. Thì anh ấy có những kèo độ chấp rất sâu và cái lối chơi rất là gọi là sòng phẳng, 5 ăn 5 thua. Như vậy là bên đen lại rút lui rồi và bên đen đã lại thoái xe để bảo mã, và thay vì biến hóa khai cục là cao xa bảo mã thì giờ là thoái xe và bảo mã để chuẩn bị đi lướt cờ mã 7 tấn 8 và nhảy mã ra cánh ngoài và tìm đường lại đột phá vào hàng phòng ngự của bên đỏ. Và bên đỏ thì đã dứt con sĩ 6 tấn 5 để ngăn trở đường xe. Và sau lúc cờ này thì hai bên lại mở ra một cục diện mới và ưu thế vẫn đang thuộc về Thục Sơn Thiếu Hiệp. Hồ Vinh Hoa thì đăng ký đội hình thôi, nhưng mà lão tướng Kỳ Vương này chắc chắn là sẽ không không đánh, và theo quan điểm của tôi là cực kỳ là khó có cơ hội để cho mọi người có thể được thưởng thức tài nghệ của Hồ Vinh Hoa. Và ông ấy lâu lắm rồi không tham gia bởi vì là ông ấy tuổi cao sức yếu, năm nay đã 75 tuổi rồi. Cái mùa giải mà cuối cùng mà tôi được xem đó là mùa giải giáp cấp liên tại, xin các bạn, là mùa giải Bích Quế Viên Vôi năm 2014 đấy, và cũng chính là cái mùa giải đấy là Tô Đức Chinh với cả Trịnh Đồng đã từng gặp nhau ở trận chung kết, mà một trận chiến lầy lừa đánh vào các buổi tối ở công viên văn hóa Quảng Châu. Khi đó thì Tô Đức Chinh đã hòa với cả Trịnh Đồng rồi dẫn đến cờ nhanh cờ chớp thì anh ấy đã thắng. Bên đỏ phá 5 bình 7 rồi. Như vậy là với cái tư duy rất là chặt chẽ và chắc chắn của mình thì kỳ thủ số 2 Trung Quốc đã rẽ pháo để truyền hình, bởi vì là anh ấy nhìn thấy rằng là tượng lộ ba rất yếu và cần phải điều chỉnh con pháo trong bối cảnh này để có thể tước 7 tấn 5 tạo ra một bức tường thành cực kỳ vững chắc và tránh cho đối phương sẽ có cơ hội để khai thác. Và lối chơi của Trịnh Đồng là lối chơi đồng tường thiết bích và vô cùng là khó khoan phá. Đây là lúc mà Trịnh Đồng đang muốn siết chết Tô Đúng Trinh trong bối cảnh mà quân lực của bên đen đang gọi là dẫm đạp lên nhau và díu dít ở cánh bên và hết sức là khó triển khai. Và đấy cũng là lý do mà tại sao hiện nay các khai cuộc mà có mang tính chất giang hồ như là bình phong mã, cao xa bảo mã hay là uyên ương pháo hay là quy bối pháo là ít được các cao thủ hàng đầu người ta sử dụng, bởi vì lý do là việc bất quân ấy, nó rất khó và nó không tạo được những cái sự uyển chuyển hoặc là có sự liên kết chặt chẽ. Và các loại hình khai cuộc đó là khi mà đấu chiến giang hồ thì thường thấy xuất hiện, bởi vì là đấu chiến giang hồ cái trình độ nó bị lệch hoặc là nó có những cái mà nó không phải câu lệ lắm, nhưng mà khi mà thi đấu giải chính thức ấy mà chỉ cần đánh sơ hở một tí thôi là người ta sẽ ép chết ngay. Thời gian thi đấu thì Trịnh Đồng vẫn đang hơn so với đối thủ khá nhiều và mỗi lượt đi được tích lũy 5 giây về đồng hồ. Vì vậy là các cao thủ hầu như là họ chỉ thắng thua với nhau bằng hình cờ thôi và hiếm khi là họ có thể gọi là khiến cho đối phương rụng kim.
Các kỳ thủ là thi đấu bằng bàn cờ trực tiếp bạn nhé, và đối kháng tay đôi đấy, mặt đối mặt với nhau. Nhưng mà các bạn đang xem đây là thông qua cái app Thiên Thịnh Kỳ, bởi vì là một lý do hết sức đơn giản thôi, đó là cái tập đoàn Tencent phải ứng dụng chơi cờ Thiên Thịnh Kỳ là đơn vị tài trợ chính, vì vậy là họ phải có quyền lợi trong cái giải cờ này, và quyền lợi mà họ yêu cầu đó là trực tiếp độc quyền trên app Thiên Thịnh Kỳ. Và tất cả các kênh sóng hoặc là những cái link live stream ấy đều phải thông qua cái app Thiên Thịnh Kỳ này. Như vậy là để đối phó với cả trận hình đang rất rắn chắc của bên đỏ, thì bên đen bắt đầu đi nước cờ binh 9 tấn 1, và khả năng là bên đỏ sẽ tượng 7 tấn 5. Như vậy là đúng như dự liệu rồi, bên đỏ đã bổ tượng một cách rất kịp thời để chờ đợi thời cơ và phù hợp với cả cái phong cách kỳ nghệ của Thục Sơn Tiếu Hiệp. Trong mùa giải 2019 ấy, nhìn chung ấy là một cái mùa giải cũng không được thành công cho lắm của kỳ thủ số 2. Và anh ấy chỉ thực sự tỏa sáng ở giải đấu Big 14 Bôi thôi. Còn giải cá nhân Trung Quốc ấy, thì Trịnh Đồng bị Vương Nhất đánh bại ở vòng bán kết. Trịnh Đồng chỉ có thể trả hận được Vương Nhất ở giải cá nhân châu Á tổ chức tại Malaysia. Nhưng mà cái giải cá nhân châu Á năm năm vừa qua ấy cũng là một cái giải mà Trịnh Đồng thực sự là may mắn. Chứ anh ấy không thi đấu quá là xuất sắc hoặc là lấn át các đối thủ, và thậm chí là có những lúc mà người ta tưởng như là Trịnh Đồng đã bị rời xa khỏi cái trận chung kết rồi, nhưng mà anh ấy đã trở lại một cách rất là khó tin. Có thể các bạn có thể xem lại trận đấu giữa Trịnh Đồng với cả Nguyễn Minh Nhật Quang của Việt Nam ấy ở giải cá nhân châu Á năm 2019, các bạn thấy rằng là Trịnh Đồng đã thắng được một cái ván cờ phải nói là không thể tưởng tượng được. Như vậy là bên đen đã cũng bắt đầu ưu tiên cho cái khả năng phòng ngự từ xa rồi, tượng 7 tấn 5. Và giờ đến được bên đỏ đi. Bây giờ bên đỏ có thể cất mã qua sông để đánh phá vào cánh phải đấy. Và nhận thấy là bên đen chỉ thủ bằng một con mã lộ 3 thôi, bên đỏ bắt đầu khoét sâu vào điểm yếu này. Và Trịnh Đồng sau một vài những nước cờ để có thể chuyển trận hình một cách khá nhịp nhàng thì đã tạo được cái sự yên tâm nhất định về hậu phương, và bắt đầu hướng toàn bộ quân lực của mình về phía trước rồi. Đây là cuộc chơi của ván đấu thứ hai, thì đội Quảng Đông đang có lợi thế và nhiều khả năng. Theo suy đoán của tôi thì Thục Sơn Tiếu Hiệp sẽ gỡ hòa cho đội tuyển Quảng Đông trong cái ván đấu này. Như vậy là bên đen đã về mã để thủ, trong khi đó thì bên đỏ tiếp tục lối binh lên và binh 5 tấn 1 để chuẩn bị mở đường mã 3 tấn 5. Đưa thêm một chiến mã vào trận, như là quân lực của bên đỏ đang rất trầm hùng rồi và từ từ tiến tới một cách rất là chậm rãi nhưng mà cứ vô cùng là nguy hiểm. Ván cờ đang diễn ra ở phần chung cuộc rất hay, cả hai bên còn đầy đủ các quân trên màn cờ, chưa tạo ra những cái sự gọi là hỗn độn. Đây là các bạn đang xem những giải cờ đỉnh cao, những giải chính thức. Ở Việt Nam chúng ta thì vào tháng 6 vừa qua thì mọi người cũng đã được thưởng thức giải A1 toàn quốc rồi, với những kết quả phải nói là để đời và vô cùng ấn tượng khi mà ngôi vô địch đã về tay của danh thủ Đặng Cửu Tùng Lân của đội tuyển Bình Phước. Còn hôm nay thì là lần đầu tiên trong mùa giải 2010 này thì lá cờ Trung Quốc đã tái khởi động bằng một giải đấu truyền thống, đó là giáp cấp liên tái, giải đồng đội ở đẳng cấp cao nhất đấy, một giải cờ mang đúng nghĩa là Super League trong môn cờ tướng. Nó giống như giải ngoại ngoại hạng Anh thôi. Còn cờ giang hồ thì các bạn có thể xem rất nhiều các kênh sóng khác, và cụ thể đây là tôi thấy có kênh sóng của anh Nguyễn Thành Công đấy, hay còn gọi là anh Công Lũ đấy, và chuyên quay các trận chiến sâu mắt hoặc các trận hỗn chiến giang hồ ở câu lạc bộ Kỳ Hữu đấy, và vô cùng là náo nhiệt và sôi động, mang đầy đủ những cái phong vị của đấu chiến giang hồ rất là phủi và đời đời thường. Như vậy là bên đen đang toàn lực để tử thủ rồi, bên đỏ đã dốc sức và lao về phía trước, và quân lực của bên đỏ đang bắt đầu chia đường và chiếm trung tâm và chuyển cánh, và bên đen chỉ có một con mã qua sông thôi nhưng mà chưa tạo ra nhiều áp lực. Bây giờ thì các bạn thấy rằng là hình thế đang rất là tươi sáng dành cho Trịnh Huy Đồng.
Và đây là bàn đấu số 2 bạn nhé. Và đây là bàn đấu số 2 trong trận chiến giữa hai đội có thực lực hùng hậu và là ứng cử viên lặng ký của giải đấu năm nay, là đội tuyển Quảng Đông và đội tuyển Thượng Hải. Nhìn vào cái danh sách đội hình ấy thì các bạn có thể thấy rằng là đã phân chia làm 3 nhóm và tranh hùng tại giải đấu này. Và nhóm thứ nhất là nhóm có thực lực mạnh nhất và tôi tạm gọi là nhóm nhóm tử thần đấy, gồm có đội tuyển Quảng Đông với sự xuất hiện của 5 đặc cấp đại sư là Trịnh Duy Đồng, Hứa Ngân Xuyên, Lạ Khâm, Trương Học Triều và Hứa Quốc Nghĩa. Tiếp tục là đội Thượng Hải với mũi Đinh Ba và là các vị kỳ vương Tô Đức Chinh, Tạ Tĩnh, Hồng Chí và hai cao thủ nữa là Triệu Vĩ và Tử Dũng Băng. Tiếp theo nữa là đội tuyển Hà Lan và rất là đồng đều như là Triệu Kim Thành, Đào Nham Lỗi, Đàng Phỉ, Võ Tuấn Cường và Hà Văn Chiết, và không thể nào mà thiếu đội Tứ Xuyên được, đương kim vô địch. Mặc dù đã mất đi Lý Thiếu Canh nhưng vẫn còn đó là Uông Dương này, Mạch Thần và có thêm Hứa Văn Chương cộng với cả Triệu Phản Vĩ và Dương Huy. Bây giờ thì bên đỏ sẽ nghĩ cách để có thể tăng cường thêm lực lượng chi viện cũng như là mở rộng ưu thế của bên mình. Hình cờ này thì tôi nghĩ rằng là khả năng sẽ đi lướt cờ mã 6 tuấn 4 để có thể phi qua để bắt xe trước đã. Đấy. Sau đó thì anh ta mới có thể nghĩ cách nghĩ tiếp nước cờ là bình xe để giữ mặt. Lúc này thì quân lực của bên đỏ thì rõ ràng là đã tề tựu đông đủ ở tiền tuyến rồi. Vấn đề bây giờ là chuyển quân vào vị trí nào để có lợi thôi. Chứ còn hình này thì kể cả đánh cờ tàn thì bên Tô Đức Chinh cũng thất thế lắm. Vương Thiên Nhất là đội Hàng Châu. Đội của Vương Nhất là nằm ở nhóm 2, nhóm có thực lực yếu hơn một chút. Và đội Hàng Châu là có sự xuất hiện của Vương Thiên Nhất, Lục Vĩ Thao, Triệu Tử Vũ và hai tướng trẻ là Quách Phục Đạt và Như Nhất Thuần. Và đội này thì được xếp ngang hàng với cả các đội như là Kinh Ký, đội tuyển Hắc Long Giang. Đấy. Với cả đội đấy. Như vậy là lực lượng của đội Hàng Châu thực ra là do mất Triệu Thành với cả Tân Bằng cho nên là rất khó cạnh tranh ngôi vô địch. Bên đỏ đã binh 5 tấn 1 rồi. Nước tiếp theo thì bên đen đã di chuyển xe chạy qua lộ 2. Mãi đến lúc này thì chiến xe của bên Tô Đức Chinh mới có thể phát huy được tác dụng. Và đây là một ván cờ mà Tô Đức Chinh đánh theo đúng nghĩa là cờ rừng. Có nghĩa là anh ta khai cục một cách rất là cổ điển bằng cao sa bảo mã nhưng mà đã phải uốn lượn và rất là vất vả để đối phó từng đợt tấn công ngấm ngầm của bên địch thủ. Xin chào các bạn và mong quý vị các bạn rất là thông cảm vì giai đoạn này là giai đoạn nước rút rồi và ở trạng thái cờ nhanh cho nên là có đôi lúc là sẽ bị nhầm lẫn về phần chuyên môn một chút và rất mong mọi người là hết sức là thông cảm cho cá nhân mình đội viên. Và bây giờ thì hai kỳ thủ đã đấu tốt rồi và bên đỏ vẫn giữ được lợi thế và xe vẫn chiếm trung tâm và đã ăn giữ được hàng tốt rất là mạnh, trong khi đó thì bên đen đang có một cái tinh thần rất là quật cường rồi và đang kiên trì để bám trụ. Và hình thế của bên đen rõ ràng là xấu hơn bên đỏ khá nhiều nhưng cũng không thể xem thường được. Bên đỏ pháo 75 dựng công thế pháo đầu ngay. Tình huống của ván cờ vẫn đang ở phần chung cuộc rất phức tạp dù rằng là hai bên đã thi đấu đến giai đoạn nước rút của thời gian rồi. Bên Trịnh Đồng còn tới hơn 3 phút, trong khi đó thì anh Tô Đức Chinh chỉ còn vẹn vẹn có 36 giây thôi. Và thế thủ của bên đen không phải là yếu và bên đen đã chuyển hình và đã có tạo ra được cục diện khá là sáng so với cả thời điểm trước đó. Trịnh Đồng đang tương đối là vất vả để có thể chắt chiu cơ hội. Như vậy là Trịnh Đồng đã chuyển pháo 5 bình 2 và mục tiêu bắn phá tiếp theo của bên đen chính là trung lộ và đi lướt cờ pháo 2 tấn 3. Khả năng là sẽ đi như vậy.
Trong khi đó thì bên đen đã giục tốt qua sông, gây một cái trở ngại dành cho bên đỏ. Đây là lúc mà để kiểm nghiệm cái công lực chung tàn của cả đôi bên. Và hai cao thủ đều là ở trình độ rất cao, đều thuộc hàng đặc cấp đại sư và ở danh hiệu kỳ vương. Vì vậy là kể cả Trịnh Đồng lẫn cả Tôn Đức Chinh đều rất biết tài nhau rồi. Trên bảng anh hùng hiện nay thì Tôn Đức Chinh đang xếp thứ 19, tức là nằm trong top 20. Còn Trịnh Đồng thì từ lâu vẫn xếp sau Vương Nhất ở vị trí số 2. Như vậy là bên đen đang tổ chức phòng ngự một cách cực kỳ là cẩn thận và đã đi lướt cờ pháo 9 bình 8 để chặn trước những ý đồ tấn công xâm nhập tuyến đáy của Trịnh Đồng. Thời gian thì đang trôi dần về phía cuối, Tôn Đức Chinh sẽ cần phải đi nhanh hơn trong cái khoảng thời gian tới đây, bởi vì chỉ lơ là một chút thôi là sẽ bị rút kim ngay. Và năm trước ở giải Bích Quế bên bôi ấy, xin lỗi các bạn, ở giải Giáp Cơ Liên Tái ấy, đã từng có toán cờ giữa Tôn Đức Chinh với cả giữa Lại Huynh với cả Trịnh Đồng. Thì ở hình cờ Lại Huynh rất là ưu nhưng mà do đi chậm cho nên đã bị đối phương ép ép giờ và về sau nó bị rút kim mà thua. Đấy là một ván cờ khá là đáng tiếc của Lại Huynh đấy. Xin chào tất cả các anh em yêu cờ và chào anh Đầu Gấu Mờ, chào bạn Chúng Biến Động và rất nhiều anh em khác nữa. Cảm ơn quý vị các bạn đã ủng hộ và theo dõi trên kênh sóng của anh Trần Quyết Thắng. Và hôm nay là ngày đầu tiên giác cấp liên tái trở lại, vì vậy là cũng không tránh khỏi những phút giây lung túng hoặc là bỡ ngỡ về việc quay phát. Vì vậy là mong mọi người thông cảm và bắt đầu từ buổi ngày mai vào lúc 12 giờ ở vòng 2 và 18 giờ ở vòng 3 thì về kỹ thuật chương trình ấy, setup thì hy vọng là sẽ đầy đủ và nó gọn gàng hơn để cho quý vị các bạn sẽ có một cái nhìn toàn cảnh và đầy đủ về cái cuộc chơi rất là đáng chờ đợi này. Như vậy là Trịnh Đồng đang lầm nhầm để tính đường, và đây là một thói quen thông lệ. Trịnh Đồng đánh ở giai đoạn cờ chớp rất là cao tay, đã từng 3 lần liên tục vô địch Bích Quyết Tài Thần Bôi, coi là vua cờ chớp của Trung Hoa kỳ nghệ đấy. Như vậy là chuyển tàn pháo mã rồi. Trịnh Đồng đã trực tiếp đấu xe với đối phương trong bối cảnh hai bên còn đầy đủ pháo mã. Tuy nhiên thì Tôn Đức Chinh đỡ ra cái hình cờ này thực sự là cũng rất đáng nể. Không ai nghĩ rằng là trong một cái bối cảnh mà hậu thủ cao xa bảo mã nhìn trông rất là lép, nhưng mà bên đen vẫn đã từng bước hóa giải bằng những cái đòn đánh rất là rừng rú và đã có được một cái thế thủ cũng không đến nỗi nào. Bây giờ thì bên đỏ đã đột phá vào trung lộ rồi. Tất nhiên là tượng không thể ăn lên vì sẽ bị dính đòn sát chiêu pháo 2 tấn 3 ngay. Và như vậy là việc phá được một tượng sẽ giúp cho bên đỏ sẽ đặt được một cái nền móng rất là vững vàng để có thể nghĩ đến một thắng lợi ở cờ tàn. Các bạn biết rằng là về vấn đề vần vò cờ tàn pháo mã thì Trịnh Đồng cũng là một cao thủ hàng đầu và anh ta đã từng vần những ván cờ còn khó hơn thế này rất nhiều. Đội của Tôn Trung Trinh ở đội Thượng Hải đang dẫn trước một bàn rồi. Và nhờ chiến công của loạt chiến vương Hồng Chí và kỳ thủ mới về đầu quân cho đội tuyển Thượng Hải. Và nhờ sự góp sức của Hồng Chí ấy, thì đội tuyển Thượng Hải là một đội tuyển mà có kết cấu đội hình rất là mạnh và đều ở trong nhóm hàng đầu đấy. Hồng Chí thì ở bảng xếp hạng mới nhất thì xếp thứ 5, còn Tạ Tĩnh thì xếp thứ 11 và Tôn Trung Trinh thì xếp thứ 19. Còn danh thủ Triệu Vĩ xếp hạng 30. Để các bạn thấy rằng là họ đều nằm trong top 30 của kỳ đàn Trung Quốc ngày nay. Vì vậy là để đánh bại được quân đoàn Thượng Hải là không hề đơn giản một chút nào. Hồng Chí là thắng Trương Học Triều. Thưa anh Lam, là Hồng Chí đã hạ được Trương Học Triều trong cái ván đấu mở màn đi tiên. Và đội xếp tên trước sẽ đi tiên trong các bàn đấu lẻ, còn đội xếp tên sau sẽ đi hậu. Và sẽ thay đổi tiên hậu theo từng bản đấu. Và bây giờ thì đã chuyển về phần cờ tàn rõ ràng hơn.
khi mà tiếp tục đấu quân. Và bên đen thì thiệt hại một tượng, nhưng mà bên đỏ cũng phải đang loay hoay để tìm đường công phá. Và các bạn có thể xem trực tiếp những cái ván đấu hoặc cái viên bản qua cái hệ thống thiên thư tự kỳ. Đây là một cái hệ thống rất là hay và đặc sắc. Ở trận chiến Kinh Ký và Hạ Môn đã có kết quả ở bàn số 2, thân bằng đã hòa với cả Trung Hiếu Hồng. Như vậy là hai đội Kinh Ký và đội Hạ Môn vẫn đang rất lẩy lửa, vẫn chưa bất phân thắng bại. Và trong khi đó thì trận chiến giữa đội tuyển Hàng Châu và đội tuyển Hà Lan đang diễn ra ở ván đấu thứ hai. Tào Nham Lỗi đi tiên đang đại chiến với cả tiểu tướng Quách Phục Đạt, và nhìn hình cờ thì Tào Nham Lỗi đang chiếm ưu và khả năng là Tào Nham Lỗi có thể gỡ hòa cho đội tuyển Hà Lan. Như vậy là trở lại với ván cờ tàn thì Trực Đồng đã đâm pháo đáy để ghim một pháo của đối phương rồi. Bên đỏ vẫn còn con binh chín quá lợi hại, và con binh chín này bắt đầu từ từ sang sông rồi, và nó sẽ tạo ra một cái thế bao vây ở bên cánh. Nhìn chung là hình này là hình mà bên đen đang phải dốc toàn lực để thủ, mà nếu hòa được ván đấu này thì Tôn Đức Chinh cũng đã lập được một công lớn dành cho đội Thượng Hải. Đội Giang Tô thì đang đánh ván thứ ba, và Trình Minh đang gặp tiểu tướng Vương Gia Thụy đấy. Còn đội Tứ Xuyên thì với thực lực hùng hậu đã vẫn đang dẫn trước tỷ số 3-1. Triệu Hoàn Vĩ vừa thủ hòa với cả lão tướng Triệu Quốc Vinh, và bàn số 3 thì Thiên Mã Vương Mạnh Thần đang thi đấu với cả kiện tướng Nhiếp Thiết Văn. Anh Tôn Đức Chinh này thì cũng không xa lạ với khán giả Việt Nam đâu. Và anh cũng đã từng sang Việt Nam tham dự giải Cúp Phương Trang vào mùa giải 2011 đấy, và anh ấy đã đoạt được cúp địch, và đấy là một cái giải đấu ghi dấu ấn rất lớn của danh tướng Thượng Hải khi mà anh đã lần lượt gặp gỡ và đối đầu với các cao thủ lừng lẫy nhất của Việt Nam đương thời, ví dụ như là Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Trần Chánh Tâm, rồi Trần Quốc Việt, Tôn Thất Tân, rồi Uông Dương Bắc, vân vân. Như ván đầu tiên tôi nhớ không nhầm thì chỉ có khoảng tầm 15 đao thôi là Tôn Đức Chinh đã hạ sát được đại bàng Đào Hoa Khoa. Đấy, đây là cái trận mở màn ở khúc Phương Trang. Như vậy là đến đây thì trọng tài đang ra xác nhận là không biết rằng là có hợp lệ hay không. Chắc là hợp lệ thôi, bởi đây không phải là lực sát của bên đen. Thời gian thi đấu của Tôn Đức Chinh lại đang nhiều hơn so với cả đối thủ. Các bạn thấy rằng là Bạch Miêu Tôn Trinh của Thượng Hải đang đỡ rất dẻo trong một bàn cờ khai cuộc mà gần như đã bị vỡ ngay từ đầu. Như vậy là thể thức thi đấu của giải đấu năm nay giống như là thể thức thi đấu của giải đấu năm trước, và các đội vẫn đang thi đấu 4 vs 4 nhưng không phải là đánh đồng loạt mà là đánh luân phiên từng bàn, và sau đó thì mới đánh đến bàn kế tiếp. Ở vòng loại thì đánh đồng loạt, có lẽ là vòng loại người ta muốn kết thúc nhanh, chứ còn giải đấu chính thức này thì các nhà tổ chức, đơn vị tài trợ là họ rất mong muốn để quay phát một cách nó kéo dài để có thể có được cái quyền lợi về kinh tế. Bây giờ thì bên đỏ đang tương đối khó khăn cho cái bối cảnh này. Bây giờ mà dùng mã đổi pháo thì con đường chiến thắng sẽ trở nên vô cùng là gập ghềnh, dù hơn một tượng nhưng mà sẽ khó lắm, bởi vì là kết cấu pháo mã bao giờ nó cũng mạnh hơn so với kết cấu hai pháo hoặc hai mã. Trong khi đó thì Tôn Hữu Trinh vẫn đang đưa ra một bài toán cân nhắc dành cho Trịnh Đồng. Thời gian của bên đen thì cũng đã san lấp được với cả bên đỏ rồi. Lại Lý Huynh thì không tham gia giải đấu này bạn nhé. Vâng, danh thủ Lại Lý Huynh thì mặc dù là đã có thông tin anh ý đã được đội Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập đoàn mời tham gia đấy, nhưng mà do vì tình hình dịch bệnh cho nên là Lại Huynh đã bỏ lỡ cái cơ hội để lần thứ ba xuất ngoại và tham chiến ở giáp cấp liên tái. Và lúc này là trọng tài đang phân xử cho cái hình cờ giữa đôi bên. Chắc là tôi nghĩ rằng là bên đen không phạm luật đâu, thì luật lá của bên Trung Quốc nó rất là chặt chẽ và nó rất phức tạp,
nó không đơn giản như luật của bên chúng ta. Bên Trung Quốc là họ bỏ nhất cách nhất chiếu hoặc là nhất sát nhất chiếu vân vân. Và đứng phía sau danh thủ Tôn Đức Chính lúc này đó là bà Đơn Hà Lệ đấy, và Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Liên đoàn Cờ tướng Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc và cũng là trưởng đoàn của đội tuyển Thượng Hải. Đội Hàng Châu thì đang đánh ván thứ hai bạn nhé. Ở ván 1 thì đội Hàng Châu với sự xuất sắc của Vương Đức Nhất đã khoan phá thành công Triệu Kim Thành rồi và mở tỷ số. Nhưng mà ở ván thứ hai thì kỳ thủ trẻ là Quách Phục Đạt có lẽ là đang sắp thua trước danh thủ Tào Nham Lỗi. Và Tào Nham Lỗi bây giờ không còn thi đấu cho Ma Cao nữa và anh ấy đã đầu quân cho đội quê hương của mình, đó đội tuyển Hà Lan từ năm trước. Và nhờ sự góp sức của Tào Nham Lỗi thì đội tuyển Hà Lan đã lần đầu tiên lọt vào top 4 của mùa giải 2019. Lúc này tôi đang xem hình cờ thì Tào Nham Lỗi đang xe pháo hai tốt bể tượng, đang vần vò xe pháo tượng hai tốt của bên đen và khả năng chiến thắng của Tào Nham Lỗi là rất cao. Các bạn thấy rằng là trình độ của Tôn Đức Chinh cũng rất là đáng nể, và trong bối cảnh mà anh ta hậu thủ một cách khá là vu vơ bằng đòn cao xa bỏ mã, tưởng như đã bị lát cờ nhưng mà cuối cùng thì Tôn Đức Chinh đã vòng vèo và dẻo dai để tạo ra một hình thế mà có khả năng đánh hòa. Và bây giờ thì bên Thiên Tân Kỳ đã báo là đội Hàng Châu đã hòa với đội Hà Lan hai đều rồi. Và Tào Nham Lỗi đã cân bằng tỷ số giữa đôi bên và chuẩn bị theo dõi ván đấu thứ ba. Năm nay là mùa giải mà tôi không thấy một đội hình nào có khả năng là lót đường cả, mà các đội vẫn đang thi đấu một cách rất là quyết liệt ở cái mùa giải 2020. Như vậy là hình cờ ở trên thực tế ở ván cờ tàn đang diễn ra rất là hấp dẫn. Bên đen bị gãy một tượng nhưng mà cũng đã kịp thời qua sông tốt chín rồi, và đặc biệt là pháo mã của bên đen lúc nào cũng ở trạng thái trực trường và làm khó. Và bên đỏ mặc dù rất muốn tấn công để công phá vào thành trì của bên đối phương nhưng mà chưa có một cách thức nào thực sự hiệu quả. Và có lẽ là cái tư duy của chữ đồng trong bối cảnh cờ tàn này không phải là bắt quân hay là không phải là đánh sát, mà muốn có thể bẻ sĩ để đạp tượng, sau đó sẽ khiến cho bên đen rơi vào trạng thái vườn không nhà trống đấy và sẽ tận dụng cái thời cơ đó để có thể chiến thắng. Và Trịnh Đồng cũng là người nổi tiếng đã từng vần ván cờ 200 nước ở cái giai đoạn cờ tàn pháo mã rồi. Và Vương Đức Nhất thì thi đấu quá hay rồi. Và Vương Nhất vẫn thể hiện là một cái bá khí ở kỳ đàn Trung Quốc với những cái đường chuyển quân mang thương hiệu ngoại tinh đánh khách. Và ván cờ đánh bại Trung Thành là ván cờ rất hay đấy. Và ở phần Trung Quốc, và phần cờ tàn thì không nói, và phần cờ tàn thì với bối cảnh hơn hai tốt thì chắc là các kiện tướng hàng đầu thì họ cũng sẽ dứt điểm thành công thôi. Như vậy là đến đây thì bên Trịnh Đồng cả Vương cả Tôn Đức Chinh đang ở trạng thái rất cận giờ, mỗi anh đều còn dưới 30 giây. Trịnh Đồng đang suy nghĩ để tìm cái đường đi nước bước tiếp theo và thời gian đang trôi dần về phía cuối rồi, và kỳ thủ số 2 của Trung Quốc vẫn chưa ghi điểm trong cái ván cờ này. Như vậy là tiếp tục đấu quân, và như vậy là tiếp tục đấu quân và hình thế cờ tàn đã trở nên rất rõ rệt. Bên đỏ là pháo mã tốt bền dĩ tượng đối đầu với cả pháo mã tốt gãy một tượng của đối phương. Bên đỏ có lợi thế hơn ở việc ghim chắc cái con pháo độ bạch của bên đen, và mã tốt ở tiền tuyến đều tương đối là rộng đường. Nhưng vấn đề bây giờ là phải chiến thắng, chứ còn hình cờ này mà hòa thì cũng đồng nghĩa việc là đội tuyển Quảng Đông sẽ lâm nguy thực sự. Cảm ơn quý vị các bạn đã yêu mến và theo dõi chương trình. Chúng ta đã được thưởng thức tài nghệ của hai kỳ thủ xuất sắc của làng cờ Trung Quốc rồi. Vương Thiên Nhất đã đánh bại được Triệu Thành, còn giờ đây thì Trịnh Đồng
với cái bản sắc quen thuộc mà anh ta đang thi đấu một cách rất chuyên nghiệp và đang cố gắng để vần chết được cao thủ bên phía Thượng Hải để cân bằng tỷ số cho đội tuyển Quảng Đông. Và các trận thi đấu này đang diễn ra tại thành phố Bạc Châu của tỉnh An Huy, Trung Quốc đấy, là quê hương của nhân vật Tào Tháo và Hoa Đà đấy trong truyện Tam Quốc, rất là hay. Tào Tháo thì mọi người đều biết rồi, ông ấy là một nhà chính trị, một nhà thơ và là một người mà đã gây tiếng vang rất lớn trong cái bối cảnh Tam Quốc đấy. Nói chung là câu chuyện Tam Quốc thì gần như là tất cả khán giả Việt Nam đều rất yêu thích, vì là nó có nhiều những cái tình huống đã là trở thành kinh điển. Và bây giờ thì cuộc cờ đang diễn ra trên quê hương của một nhân vật như vậy cũng sẽ khiến cho các kỳ thủ là cũng cảm thấy nó có cái gì đó nó cũng rất là thú vị. Như vậy là Tô Đông Trinh đã thò pháo lên rồi và bắt đầu tổ chức tấn công. Úi giời, như vậy cục à? Như vậy là Trịnh Đồng đã dính cục của Tô Đông Trinh và một đường đà đao cực kỳ lợi hại của Bạch Miều Tô Đông Trinh, và một kết quả nằm ngoài dự liệu của toàn bộ các khán giả cũng như người hâm mộ, và Quảng Đông đã ngã ngựa ở ván đấu thứ hai. Và Tô Đông Trinh đã có một màn thể hiện tinh thần cực kỳ là quả cảm và quyết liệt, và trong bối cảnh đua đòn ở giai đoạn nước rút thì lợi dụng tình thế đối phương sơ suất thì Tô Đông Trinh đã đâm ra một kiếm chết ngay. Và Trịnh Đồng đã như vậy là trên hình máy tính điện báo là Trịnh Đồng hòa, trong hình cờ thì rõ ràng là Trịnh Đồng thua mà. Và các bạn đợi ít phút nhá để xem lại xem nào. 4-0, như vậy đúng rồi, và máy báo sai mà tôi đã thấy luôn. Trịnh Đồng đang rất là gọi là hối tiếc cho tình huống vừa qua. Phải công nhận là một ván cờ phòng thủ phải nói là tuyệt vời của Bạch Miêu Tô Trung Trinh. Và giờ chúng ta sẽ chuyển qua xem một cái hình thế khác. Và các bạn thấy rằng là không ai nghĩ rằng là trong cái bối cảnh vừa qua thì kỳ thủ Trịnh Đồng lại có thể ngã ngựa trước Tô Đục Trinh, và Tô Đục Trinh cũng không tin vào thắng lợi trong cái ván đấu đó. Và 4-0 rồi. Như vậy là Quảng Đông đã bị Thượng Hải đả bại hai bàn liên tục. Ở mùa giải 2019 thì Thượng Hải và Quảng Đông cũng đã đối đầu ở lượt đi lượt về, thì đội tuyển Quảng Đông là người giành thắng lợi và lượt đi hòa 4 đều, lượt về thắng 5-3. Bây giờ chúng ta đang xem đây là trận chiến giữa Mạnh Thần và Nhiếp Thiếp Văn, và đây là Mạnh Thần sẽ đối đầu với cả Nhiếp Thiếp Văn đây. Trên khung hình đang xuất hiện bàn cờ của hai cao thủ của đội Tứ Xuyên và đội tuyển Hắc Long Giang. Vâng, 4-0 nhé. Như vậy là App Thiên Đường Kỳ cũng đã xác nhận là đội tuyển Thượng Hải đang dẫn trước hai bàn. Trong khi đó thì đội tuyển Giang Tô cũng đã